Xin xin chào quý khán, khán giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, đồng hành cũng như là ủng hộ những thương hiệu bảo trợ cho chương trình, đặc biệt là Yến Xào Canada. Một lần nữa, nếu quý vị nào biết thêm thông tin về sản phẩm, mời quý vị hãy gọi 514 996 -6679. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quay trở lại với bản tin ngày hôm nay, thưa quý vị, bản tin cuối tuần thứ Bảy, khi mà một tin tức Mỹ bắt giam 6 người Việt Nam vượt biên trái phép từ Canada. Sáu người Việt Nam và một người Mỹ đã bị bắt tại bang Maine của Hoa Kỳ khi đang tìm cách vượt biên trái phép từ tỉnh New Brunswick của Canada, theo tổng thông tin của cơ quan hải quan và biên phòng Hoa Kỳ đã cho biết. Ngày 20 tháng 1 thì các đặc vụ tuần tra biên giới khu vực Houghton ở bang Maine đã phát hiện một chiếc xe khả nghi gần hồ Lambert và ra lệnh hãy dừng chiếc xe này để có thể kiểm tra nhập cảnh. Các đặc vụ phát hiện ra rằng tất cả 6 hành khách người Việt Nam là thanh niên đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và sau đó bị bắt vì vi phạm bộ luật số 8 USC 1325. Cơ quan này cũng cho biết thêm người điều khiển phương tiện là công dân của Hoa Kỳ và đã tạm giam người này vì nghi ngờ buôn người trái phép. Đây là một trong những hành vi trọng tội. Cơ quan cũng nói thêm 6 người Việt Nam này phạm tội lần đầu, bị xử lý bằng cách là phạt mỗi người 5.000 đô la và làm thủ tục trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Báo chí Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC cũng như là đề nghị từ báo chí bình luận về thông tin bắt giữ trên nhưng cho đến nay vẫn chưa được phản hồi. Cơ quan biên phòng Hoa Kỳ cho biết người tài xế sau đó đã được thả và đang chờ điều tra thêm. Trước đó, ngày 19 tháng 1, thì lực lượng biên phòng bang Men cũng đã bắt giữ 7 người là thanh niên từ Mexico vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ. Các đặc vụ biên giới Hoa Kỳ đã phát hiện ra một số dấu chân gần biên giới New Brunswick và Men. Điều tra thêm, phía Mỹ đã xác nhận đây là vụ vượt biên và bắt đầu truy lùng. Theo dấu chân, họ đã tìm thấy một nhóm người Mexico. Hai người trong nhóm này đã bị bắt và trục xuất khỏi nước Mỹ. Nhà chức trách cũng đã phạt mỗi người 5.000 đô la và làm thủ tục trục xuất. Vào thời điểm bị bắt thì một trong số họ có dấu hiệu bị tê cống phi lạnh và đang được đưa đến bệnh viện. Ông William Mandock, người đã đứng đầu lực lượng biên phòng ở men cho biết, lực lượng người vượt biên ở đây không ồ ạt như là từ biên giới Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, thì các hoạt động tội phạm ở biên giới vẫn luôn là vấn đề đáng lo ngại. Những trường hợp như thế này cho thấy những kẻ buôn người coi thường tính mạng cũng như là sự an toàn của những cá nhân mà họ đang cố gắng đưa vào Hoa Kỳ. Về phía Hoa Kỳ, thông báo sẽ lưu ý nhiều hơn ở những khu vực biên giới với Canada, đồng thời cảnh báo người dân vượt biên giới có thể gặp nguy hiểm tính mạng do nhiệt độ lạnh hiện nay. Khu vực biên phòng Hilton đảm trách phần đông bắc biên giới với Mỹ và Canada, bao gồm Maine. Bang Maine nằm ở phía đông bắc của nước Mỹ giáp với hai tỉnh của Canada là New Brunswick và phía đông bắc của Quebec ở phía tây bắc. Thưa quý vị. Quay trở lại với thông tin Canada, khi mà hơn 70% người Ontario cảm thấy kém an toàn khi sử dụng phương tiện công cộng, thưa quý vị. Những phát hiện được công bố trong một khảo sát của Nanos vào thứ Sáu ngày 3 tháng 2 trong bối cảnh mà các vụ bạo lực dường như đang ngẫu nhiên xảy ra hoặc là gần quá cảnh ở Toronto. Theo cuộc khảo sát, thì người dân Ontario có nhiều khả năng cho biết cảm thấy kém an toàn hơn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng so với các tỉnh khác cũng như là các khu vực khác. Khoảng 66% số người được hỏi từ Ontario cũng cho biết họ ít nhiều hoặc là có một phần nào đó cảm thấy là cần phải thận trọng hơn với môi trường xung quanh khi ra khỏi môi trường đô thị do các sự cố gần đây đang diễn ra. Vào đầu tuần này, thì thành phố Toronto cho biết họ sẽ tạm thời triển khai 50 nhân viên bảo vệ cho cơ sở của TTC, ngoài việc là thuê thêm 20 đại sứ an toàn công cộng trong nỗ lực ưu tiên an toàn cho hệ thống công cộng này. Đây là phần bổ sung cho việc tăng ngân sách cho Sở cảnh sát Toronto sẽ thuê thêm 50 cảnh sát đặc biệt. Điều này bao gồm 25 vị trí mới và các vị trí trống trước đó. Cuộc khảo sát còn cho thấy thêm, bất chấp những biện pháp đã được hứa hẹn thì phần lớn người dân Ontario và người Canada nói chung dường như vẫn đang quan tâm đến vấn đề an toàn hiện nay. Và cuộc khảo sát mới được công bố cho thấy, cứ 10 người Canada thì có khoảng 6 người sử dụng phương tiện giao thông công cộng cảm thấy là kém an toàn hoặc là có phần nào đó kém an toàn hơn trước đây một năm. Cuộc khảo sát nói, khoảng 65% phụ nữ trong số này được hỏi cho biết họ cảm thấy là kém an toàn hơn hoặc là có phần kém an toàn hơn khi sử dụng phương tiện giao thông so với khoảng thời gian năm trước cũng như là chiếm 50% ở Nam giới được hỏi. Hạn nộp thuế nhà trống tại Toronto bị đẩy lùi đến cuối tháng. Thị trưởng Toronto ông John Tory đã thông báo rằng thời hạn để cho các chủ sở hữu nhà ở Toronto tuyên bố tài sản của họ có thể bị chiếm giữ hay không đã được gia hạn cho đến cuối tháng này. Và các chủ nhà lễ ra phải kê khai tài sản của mình trước ngày hôm nay, ngày 4 tháng 2 và có thể nếu không kê khai sẽ bị phạt 250 gia kim nếu trễ, nhưng điều này đã được gia hạn cho đến cuối tháng 2. Trong một cuộc họp báo không liên quan, vào ngày 2 tháng 2, thì thị trưởng John Tory xác nhận rằng thành phố sẽ gia hạn thời hạn này. Sẽ không có một khoản phạt nào được đưa ra trong thời gian đó, và vì vậy tôi hy vọng điều này sẽ có thể giúp ích hơn cho các chủ nhà. Đồng thời, ông cũng khuyến khích mọi người hãy điền biểu mẫu ngay bây giờ, nếu như họ có thể. Và nếu như họ có thể làm điều đó sớm hơn, thì sẽ tránh được rất nhiều cuộc gọi cũng như email sau này mà không mong muốn. Ông Tory cho biết khoảng 84,5% các gia đình đã kê khai, tuy nhiên điều đó có nghĩa là hàng chục ngàn chủ nhà vẫn cần một hoàn thành thủ tục giấy tờ. Nếu họ không làm như vậy vào cuối tháng 2 thì thành phố sẽ cho rằng tài sản của họ bị bỏ trống và thuế 1% giá trị được đánh giá của ngôi nhà, sau đó sẽ được áp dụng cho hóa đơn thuế tài sản được gửi vào mùa xuân. Khi nói chuyện với các phóng viên, thì ông Chontari nhấn mạnh rằng mục tiêu của thuế nhà trống mới không phải là tạo ra doanh thu. Thay vào đó, ông cho biết hy vọng là nó sẽ thành công trong việc thuyết phục chủ sở hữu bất động sản bỏ trống, cho thuê hoặc là bán lại trong thời kỳ khang hiếm như hiện nay. Nhân viên trước đây cũng đã ước tính rằng thuế sẽ mang lại từ 55 đến 66 triệu gia kim hàng năm và với số tiền đó sẽ được hướng tới các sáng kiến về nhà ở giá cả phải chăng. Các lá thư đã được gửi tới tất cả các chủ nhà ở Toronto từ nhiều tháng trước và khuyên họ nên nộp tờ khai bằng giấy hoặc là trực tuyến. Không cần phải khai báo nếu tài sản không có đơn vị ở chẳng hạn như là tù khóa tài sản hoặc là bãi đầu xe. Một tài sản được coi là bỏ trống nếu nó không được chủ sở hữu hoặc là bất kỳ một cư ngụ nào hoặc là người thuê được phép nào sử dụng để làm nơi ở chính tổng cộng sau 6 tháng trở lên tính trong vòng một năm và tài sản cũng có thể được coi là bỏ trống nếu chủ sở hữu không khai báo về tình trạng hiện đang sử dụng mặc dù tất cả chủ sở hữu nhà đã phải nộp tờ khai nhưng mà thuế thì không áp dụng đối với các chủ nhà ở hoặc là tài sản nguyên tắc đủ điều kiện được miễn trừ chẳng hạn như là trường hợp một người không ở nhà vì họ đang điều trị y tế hoặc là đang phải tiến hành cải tạo ngôi nhà đó Chuyển sang một số tin tức trên thế giới trong ngày hôm nay, thưa quý vị, khi mà vụ việc Mỹ bắn hạ khí cầu Trung Quốc được quan tâm, Tổng thống Biden cho biết tiêm kích của Hoa Kỳ đã dùng tên lửa bắn hạ khí cầu Trung Quốc khi mà nó bay ngoài khơi bờ biển Nam Carolina. Chúng tôi đã hạ nó thành công và tôi muốn khen ngợi các phi công đã làm được điều đó, Tổng thống Joe Biden đã nói vào ngày 4 tháng 2. Một quan chức Quân sự cấp cao của Hoa Kỳ cho biết chiến đấu cơ có tên là F-22 xuất phát từ căn cứ không quân tại Langley ở Virginia đã hạ chiếc khí cầu vào lúc 14 giờ 39 phút ngày 4 tháng 2, sử dụng một tên lửa không đối có tên AIM-9X. Khí cầu bị bắn rơi từ bờ biển của Hoa Kỳ hơn 11 km trên vùng biển tương đối là cạn, là giúp dễ dàng thu gom các mảnh vỡ trong những ngày tới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay bày tỏ về việc không hài lòng và phản đối mạnh mẽ một hành động sử dụng vũ lực để tấn công khinh khí cầu của nước này. Ông Biden ra lệnh bắn hạ khí cầu vào ngày 1 tháng 2, nhưng Lầu Năm Góc khuyến nghị nên đợi đến khi có thể thực hiện việc đó trên mặt nước nhằm bảo đảm dân thường không gặp nguy hiểm vì các mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Vụ bắn hạ xảy ra sau khi mà chính phủ Hoa Kỳ ra lệnh dừng các chuyến bay đến cũng như là đi từ ba sân bay ở Nam Carolina, bao gồm Wilmington, Marksville và Charleston với lý do thực hiện nỗ lực an ninh quốc gia nhưng không tiết lộ chi tiết. Các chuyến bay đã được nối lại vào chiều ngày hôm nay, ngày 4 tháng 2. Khí cầu lần đầu tiên được phát hiện khi mà vào không phận của Mỹ vào ngày 28 tháng 1 trước khi di chuyển sang không phận Canada vào ngày 30 tháng 1. Sau đó, nó trở lại không phận của Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 1, theo quan chức quốc phòng của Mỹ đã cho biết thêm thông tin. Và các quan chức của Mỹ đã không tiết lộ công khai về sự hiện diện của khí cầu này cho đến ngày 2 tháng 2. Washington cho rằng đây là khí cầu do thám và gọi đó là sự vi phạm rõ ràng chủ quyền của Mỹ và đã thông báo cho Bắc Kinh về việc bắn hạ nó vào ngày hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã nói khí cầu được Trung Quốc sử dụng để cố gắng dò thám các địa điểm chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền ông Biden đã đánh giá thiết bị này có giá trị hạn chế trong thu thập thông tin tình báo, không đem lại dữ liệu nào khác biệt với những hình ảnh thực tế từ vệ tinh do thám của quỹ đạo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó nói rằng sự xuất hiện của khí cầu ở Mỹ là tai nạn bất khả kháng và Bắc Kinh chưa bao giờ vi phạm lãnh thổ, không phận của bất kỳ một quốc gia có chủ quyền nào cơ quan này cho biết thêm đây là khí cầu dân sự phục vụ nghiên cứu khí tượng và các hoạt động khoa học khác đồng thời bắc kinh cáo buộc chính trị gia của hoa kỳ cũng như truyền thông đã lợi dụng vụ khí cầu bay lạc vào lãnh thổ của mỹ để làm mất uy tín của bắc kinh song lầu năm góc đánh giá khí cầu này là hoạt động mới nhất trong chuỗi hoạt động khí cầu do thám mà trung quốc tiến hành trên toàn cầu vào ngày 3 tháng 2, thì Hoa Kỳ cho biết một khí cầu khác của Trung Quốc bay qua Mỹ Latin. Ngoài trường Mỹ, Anthony Blinken đã thông báo hoãn chuyến thăm Trung Quốc vốn được lên kế hoạch diễn ra cuối tuần này sau sự cố trên. Và hành động này được xem là đòn giáng mạnh vào những người xem đây là cơ hội để bình ổn mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa hai nước này. Julie xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức vừa được cập nhật trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị có một tối thứ bảy thật là nhiều an làm và niềm vui bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin Người Việt Canada.